Lý Liên Kiệt có bốn cô con gái. Trong đó, Gia Nê Lý cô con gái đầu của ông với hoa hậu Lợi Trí có thể coi là người giỏi giang, nổi bật nhất. Gia Nê Lý Án Hồng, sinh năm 2000. Ngay từ nhỏ nhắn, cô nhỏ nhắn đã cực kỳ dạn dĩ, tự tin vì thường xuyên được người bố nhiều người biết đến đưa đến những sự khiếu nại giải trí hàng đầu của Hoa ngữ. Thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ bố mẹ, Gia Nê Lý từ nhỏ nhắn đã có niềm đam mê dành cho bộ môn khiêu vũ. Khi mới 6 tuổi, cô nhỏ nhắn đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân trong một cuộc thi khiêu vũ toàn quốc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Không những vậy, cô nhỏ nhắn cũng tỏa ra phong thái tự tin, chuyên nghiệp khi biểu diễn cùng Thiên Dương Vong Công Lưu Đức Hoa. Năm 16 tuổi, Gia Nê Lý gây xem xét khi tự tin diễn giả tại một sự khiếu nại công ích tại Bắc Kinh. Tiếp đó, ái nữ nhà ngôi sao võ thuật còn được mời làm diễn giả cho hội thảo toàn cầu về nữ giới và doanh nhân tại Hàng Châu, một sự khiếu nại có tỷ phú nhiều người biết đến Trung Quốc Giác Ma nhập cuộc. Có thể thấy càng lớn, Gia Nê Lý càng nổi bật với vẻ ngoài điềm tĩnh, thông minh. Cô nhỏ nhắn rất hòa đồng, thân thiện với đồng đội tại nước ngoài và sống kín tiếng trên mạng xã hội. Thời trung học, Gia Nê Lý đã được đi du học tại trường quốc tế danh tiếng ở Singapore với mức học phí cao đất ngưỡng và môi trường học tập ưu việt. Được hưởng điều khiếu nại giáo dục tốt càng giúp Gia Nê Lý phát huy năng lực. Năm 2018, Lý Liên Kiệt tự hào tiết lộ con gái đã thi đỗ vào Đại học Harvard, ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Mới đây, Gia Nê Lý được mời tham dự vũ hội dành cho giới thượng lưu Le Ban Des Deux Boutons Tết Le Ban, diễn ra vào cuối tháng 11 tại Paris. Trong hình ảnh đi thử lễ phục dạ hội của yêu thương hiệu đô tại Mỹ, Gia Nê Lý lộ rõ thân hình thanh mảnh, cao cường cùng vẻ ngoài dịu dàng, yêu kiều. Hiện tại, Gia Nê Lý đang ở độ tuổi 19. Nhiều người cho rằng ái nữ nhà Lý Liên Kiệt càng lớn càng tài giỏi giống phụ dương và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ hoa hậu. Không thua thường con gái Lý Liên Kiệt, chân tế như con gái chân tử đang ngay từ nhỏ nhắn cũng chiếm được sự thân mật lớn của giới truyền thông nhờ xuất thân từ gia đình giàu có, danh tiếng bậc nhất xóm giải trí Hoa ngữ. Chân tế như sinh năm 2004, cô là con gái đầu của chân tử đang và người thê thiếp hoa hậu Vũ Thi Thi. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên tế như cũng được tiếp xúc với nhiều bộ môn năng khiếu. Chân tử đang cho hay cô nhỏ nhắn chính là niềm tự hào của anh và ngay từ nhỏ tuổi đã biểu thị trình độ ca hát, tấn công đàn và múa ballet. Nhờ trình độ nghệ thuật, tế như thường xuyên biểu diễn trong các sự khiếu nại ở trường học. Cha mẹ cô cũng tiết lộ con gái được rất nhiều công ty giải trí xem xét và muốn bày tỏ dự định hợp tác. Tuy nhiên trước mắt, nhiệm vụ chính hiện tại của cô nhỏ nhắn vẫn là tập trung vào việc học tập. Mặc dù thế, khi có thời gian rảnh, cô nhỏ nhắn vẫn nhập cuộc tự sướng cho một số tạp chí thời trang. Mới đây, chân tế như đã hiện ra trên tạp chí Cosmopolitan Hong Kong với tư cách là một người mẫu trẻ. Cô nhỏ nhắn 15 gây bất thần với thần thái lịch sự chảnh, đôi chân dài thừa hưởng từ người mẹ hoa hậu. Được biết, dù mới 15 tuổi nhưng ái nữ nhà chân tử đang đã chiếm hữu chiều cao 1m70. Cô nhỏ nhắn ngày càng xinh tươi với khuôn mặt thanh thoát, đẳng cấp thời trang cá tính, hiện đại. Ngoài đời, chân tế như rất thân thiện với phụ dương mẹ. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống đời thường bên người thân. Ái nữ nhà chân tử đang Vũ Thi Thi hứa hẹn sẽ là một ngôi sao sáng sủa trong xóm giải trí Hoa ngữ nhờ tập trung đủ các yếu hèn tố từ ngoại hình đến trình độ cùng cuộc sống lịch sự chảnh đáng ngưỡng mộ.